Thái Lan đòi phục hận Việt Nam bằng kế hoạch không ngờ. Vắng bầu Đức, ai sẽ trả lương khủng cho thầy Park? Tờ Sam Sport của Thái Lan tiết lộ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã liên hệ với ông Srivan, huấn luyện viên của câu lạc bộ đang đứng bét bảng ở Thái Lít là Suphanburi để đặt vấn đề, mời ông lên làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan trong thời gian tới, thay cho quyền huấn luyện viên trưởng là Sirisak. Huấn luyện viên Srivan nhiều khả năng sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thay cho huấn luyện viên Sirisak. Ông Sirisak sẽ xuống dẫn dắt U23 Thái Lan thay cho huấn luyện viên Alexander Gama, người có kế hoạch rời khỏi U23 Thái Lan sau giải giao hữu Mellon Cup tại Singapore để tới mua Thông An United. Same Sport đưa tin. Nếu FAT lựa chọn huấn luyện viên Srivan cho chiến dịch vòng loại World Cup năm 2022 thì quả là một bất ngờ. Bởi sau hàng loạt những thất bại, trong đó có cả trận thua không thể nuốt trôi trước Việt Nam tại Kings Cup năm 2019. Báo giới và người hâm mộ xứ Chùa Vàng rất muốn Kitisak trở lại dẫn dắt vào chiến. Dù vậy, Same Sport cũng dẫn lại quan điểm của Liên đoàn bóng đá Thái Lan trong việc lựa chọn huấn luyện viên để cho thấy mối quan hệ giữa FAT và Zico Thái lúc này là không thể hàn gắn. Có nhiều huấn luyện viên đã nộp hồ sơ, đặc biệt là các huấn luyện viên Thái Lan có đủ bằng cấp. Tuy nhiên, quan điểm của FAT là không chọn những người đã thất nghiệp trong 2-3 năm. Same Sport nêu, quan điểm này chẳng khác nào nói thẳng, Kitisak, người đã thất nghiệp hơn 2 năm qua, không có cửa. Huấn luyện viên Srivan sinh năm 1971, từng là tuyển thủ quốc gia Thái Lan, từng khoác áo của câu lạc bộ Bangkok Banh, Politeiro ở quê nhà, Roger ở Singapore và đặc biệt là Hoàng Anh Gia Lai ở Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2006. Ông có tất cả 49 trận ra sân ở V-League, ghi được 13 bàn thắng. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Srivan đã được nhớ tới là người sút tung lưới của Manchester United trong trận giao hữu năm 2001, năm mà ông giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Thái Lan, hay là cú sút phạt tung lưới đội tuyển Hà Lan vào năm 2007. Sau khi giải nghệ vào năm 2009, Srivan đã dẫn dắt câu lạc bộ Polit United, mùa Thông An United và hiện tại là Suphanburi. Tại vòng loại World Cup năm 2022, Thái Lan nằm ở nhóm 3, trong khi Việt Nam gần như là chắc chắn nằm ở nhóm 2 và hoàn toàn có thể cùng nằm ở một bảng đấu. Trong phát biểu gần nhất, huấn luyện viên Sirisak của Thái Lan cho biết, chúng tôi có thể đánh bại tuyển Việt Nam ở lần gặp nhau tiếp theo. Chúng tôi sẽ hướng tới vòng loại World Cup. Có thể Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ở đó. Tuy nhiên, cơ hội để huấn luyện viên Sirisak ở lại đội tuyển Thái Lan là gần như không còn. Vòng loại World Cup năm 2022 châu Á, tuyển Việt Nam đá 5 trận trong năm 2019. Đây là thông tin từ ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF trong cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ vào ngày 12 tháng 6. Theo đó, ông Lê Hoài Anh cho biết, ngay từ đầu năm, VFF và ban huấn luyện của đội tuyển đã có rất nhiều cuộc làm việc chi tiết cho từng thời điểm tập trung của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam. Sự chuẩn bị chu đáo ấy đã giúp không bị động khi tập trung cùng lúc hai đội tuyển với hơn 60 thành viên. Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đợt tập trung dịp FIFA Day khá hiệu quả. Vậy, những lần tập trung còn lại trong năm sẽ như thế nào, thưa ông? Sẽ còn 3 đợt tập trung vào dịp FIFA Day diễn ra vào đầu tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Đó cũng là thời điểm mà Việt Nam sẽ đá vòng loại World Cup năm 2022. Theo tính toán của VFF, nếu việc bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup năm 2022 vào trung tuần tháng 7 sẽ gặp thuận lợi, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm 1-2 ngày để chuẩn bị, chứ không dừng lại với 6 ngày như vừa rồi. Do cả hai đội tuyển cùng tập trung vào 3 cột mốc thời gian trên, nên trợ lý Kim Han-jun sẽ tiếp tục quán xuyến tuyển U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup. Kế hoạch tuyển chọn và triệu tập nhân sự cho từng đội tuyển trong giai đoạn sắp tới của ông Park ra sao, thưa ông? Mỗi trận ở vòng loại World Cup năm 2022 chỉ được đăng ký 23 cầu thủ. Do đó, theo ông Park, trong mỗi đợt tập trung sắp tới, chỉ gọi tối đa 27 cầu thủ để thuận tiện cho việc sàng lọc. Riêng với tuyển U23 sẽ gọi 30 cầu thủ mỗi đợt. Danh sách triệu tập vào tháng 9 tới sẽ được mở rộng, chứ không dừng lại ở 30 cái tên trong lần tập trung đá với U23 Myanmar. Vậy, còn kế hoạch tập huấn, thi đấu giao hữu quốc tế. Vì bó hẹp về thời gian để các câu lạc bộ thi đấu ở V-League và AFC Cup, câu lạc bộ Hà Nội và Basketball Bình Dương, nên tuyển Việt Nam sẽ tập trong nước rồi đi đá vòng loại World Cup. Mặt khác, VFF đang xúc tiến mời vài đội tuyển U23 và ngoài Đông Nam Á đến thi đấu tập huấn cùng với U23 Việt Nam. Bên cạnh đó là kế hoạch đưa U23 Việt Nam ra nước ngoài tập huấn trước thềm SEA Games 30.
Nếu tuyển U23 Việt Nam không tập huấn ở nước ngoài trước SEA Games, thì ngay sau khi SEA Games kết thúc, U23 Việt Nam sẽ thực hiện kế hoạch này để chuẩn bị cho việc tham dự vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 1 năm 2020 tại Thái Lan. VFF chuẩn bị thế nào về công tác hậu cần với cả hai đội tuyển? Bên cạnh việc bổ sung nhiều loại thuốc bổ theo đề xuất từ bác sĩ cho Juyong, VFF cũng vừa nhập về nhiều trang thiết bị hiện đại để phục vụ công tác huấn luyện từ yêu cầu của ông Park. Mới nhất là các thiết bị giá trị hơn 1 tỷ đồng được cầu thủ mang vào lưng để đo mạch đập, nhịp tim, quãng đường di chuyển trong từng buổi tập hay là thi đấu. Kết quả ghi nhận được từ thiết bị này sẽ giúp cho ban huấn luyện nắm bắt, điều chỉnh khối lượng vận động sao cho phù hợp với từng tuyển thủ. Công Phượng muốn bình yên trước khi đến Pháp. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất các thủ tục visa đi Pháp thử việc. Nhưng việc anh đến câu lạc bộ nào thì từ phía của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho đến chân sút của tuyển Việt Nam vẫn chưa thể tiết lộ. Không đến Paris FC. Trước thông tin Công Phượng đến thử việc tại câu lạc bộ hạng nhì của Pháp Paris FC, sắp được sở hữu bởi CMG toàn cầu, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn im lặng và không có xác nhận nào. Một nguồn tin từ Thanh Niên cho biết, CMG toàn cầu sau thời gian đàm phán hiện đã thôi mọi công việc liên quan với Paris FC. Thế nên, nếu thông qua CMG thì chắc chắn điểm đến của chân sút tuyển Việt Nam không phải là câu lạc bộ này mà sẽ là một đội bóng khác tại giải hạng nhì của Pháp. Bầu Đức trong cuộc gặp gần đây cũng chỉ nói Công Phượng vẫn được tạo mọi điều kiện tốt nhất để thử việc thành công tại Pháp. Hoàng Anh Gia Lai sẽ giúp Phượng lấy lại cân bằng về mọi mặt, nhất là nâng cao sức mạnh thể lực. Chỉ cần Phượng duy trì phong độ tốt thì Bầu Đức tin rằng dù thử việc ở câu lạc bộ nào, anh cũng sẽ đạt yêu cầu. Vào lúc này, Công Phượng đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh chờ phỏng vấn để xin visa nhập cảnh Pháp. Tiền đạo này tránh trả lời phỏng vấn liên quan đến tương lai của chính mình. Thời gian qua, anh chịu rất nhiều áp lực khi ra nước ngoài thi đấu, nhất là chưa thể ghi bàn cho cả câu lạc bộ cũng như là khi trở về khoác áo của đội tuyển tại King's Cup vừa rồi. Thế nên, sức ép tâm lý với Phượng ngày càng lớn, kể cả trên sân lẫn ngoài đời. Chưa thể giải tỏa điều này nên cũng sẽ hiểu vì sao chân sút số 10 của đội tuyển chỉ muốn bình yên trước khi tạo cho mình thử thách mới, lấy đó làm động lực để bước vào vòng loại World Cup năm 2022 một cách tự tin hơn. Thận trọng với mọi bước đi. Ngoài nguyên tắc bảo mật ba bên đã thống nhất, một trong những lý do mà câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thận trọng là cái tên Công Phượng luôn đem đến những phản ánh rất mạnh mẽ, nhiều chiều trên dư luận cũng như là cộng đồng mạng xã hội. Câu lạc bộ Incheon United đã từng sửng sốt khi fanpage của họ tăng vọt lượng người theo dõi sau khi mà Công Phượng sang thi đấu. Ban tổ chức Calit thậm chí còn mở đường dẫn xem trực tuyến các trận đấu của Incheon United cho fan Việt Nam, đã giúp tăng lượng xem, tương tác lên mức kỷ lục. Ngược lại, họ cũng toát mồ hôi hột khi rất nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu hoặc là ghét Công Phượng biến trang chủ của Incheon United hoặc là fanpage trở thành nơi tranh cãi, thậm chí là khẩu chiến dữ dội. Hay khi Công Phượng ít được sử dụng, một bộ phận bạn trẻ sốt ruột vì đã phát hỏa với câu lạc bộ Incheon United khiến cho nhiều người sốc. Bầu Đức muốn bảo vệ cho Công Phượng giúp anh nghỉ ngơi, hồi phục sau chặng đường có nhiều biến động trong thời gian vừa qua, nhất là áp lực sau khi đá hỏng quả 11m ở King's Cup. Điều này giúp Phượng yên tĩnh, lấy lại năng lượng, chuẩn bị cho thử thách sắp tới tại Pháp. Đó là lý do chúng tôi xin phép giữ kín thông tin cho đến khi các thủ tục hoàn tất. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh cho biết. Ai sẽ trả lương cho hợp đồng mới của huấn luyện viên Park Hang-seo? Bầu Đức vẫn đang là người đứng ra trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo ở bản hợp đồng và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF kéo dài đến tháng 1 năm 2020. Liệu ông có tiếp tục làm điều này khi ông Park được gia hạn? Trước khi Bầu Đức rút khỏi VFF, ông muốn làm điều tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam. Đó là việc mời huấn luyện viên Park Hang-seo để ngồi vào vị trí mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã để lại. Trước đó, chính ông là người đã hậu thuẫn để huấn luyện viên Hữu Thắng lên thay Miura dẫn dắt đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng được xem là lựa chọn không thành công khi mà đội tuyển Việt Nam bị loại cay đắng ở bán kết AFF Cup năm 2016, còn U22 của Việt Nam thì bị loại từ vòng bảng SEA Games 2017. Nhìn lại quá trình VFF từ chỗ đàm phán đi đến ký kết hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo tại Hàn Quốc diễn ra khá nhanh chóng. Ba đại diện của VFF thời điểm đó đã có mặt trong cuộc gặp gỡ, ký kết. Đó là Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức và Tổng Thư ký Lê Hoài Anh. Thời điểm đó, VFF bị đặt nhiều câu hỏi về sự minh bạch trong việc bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng. Còn Bầu Đức thì bị một bộ phận dư luận lên án vì sự cục bộ nhằm có lợi cho Hoàng Anh Gia Lai. Chính Bầu Đức là người đã đứng ra trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Thực tế,
việc trả lương cho huấn luyện viên ngoại của VFF theo thông lệ được chia theo công thức. Tổng cục Thể dục Thể thao chi trả một phần, và phần còn lại VFF chi trả có thể là dựa vào nguồn tài trợ. Trong quá khứ, từng có doanh nghiệp tài trợ lương cho huấn luyện viên Callisto. Nhưng cần hiểu rằng, trong trường hợp nếu Bầu Đức không trả lương, VFF sẽ quay lại công thức cũ hoặc là lại phải tìm người tài trợ khác. Ở đây, cần ghi nhận sự đóng góp của Bầu Đức trong bối cảnh mà Hoàng Anh Gia Lai gặp khó khăn về kinh tế. Nhưng đó là sự tự nguyện, chứ không có việc VFF phó mặc cho Bầu Đức. Thế nên, khi bàn đến chuyện này, cần có cách nhìn sạch sòi. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức ra mắt và làm việc tại Việt Nam vào hồi tháng 10 năm 2017. Hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF kéo dài đến tháng 1 năm 2020. Và theo quy định, 3 tháng trước khi hợp đồng kết thúc, cả hai bên sẽ ngồi lại để đàm phán lại. Đó là theo quy định trong điều khoản hợp đồng ban đầu. Tuy nhiên, tất cả đều nhận thấy một vấn đề là chuyện ký mới hay là chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là điều hoàn toàn có thể xảy ra, tùy thuộc vào thành tích của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và ông Park đã rơi vào trường hợp cần gia hạn trước thời hạn cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả Bầu Đức, người trực tiếp trả lương cho ông Park, cũng đã nêu quan điểm là cần gia hạn ngay sau khi mà vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, chứ không cần phải đợi đến những giải đấu tiếp theo. Dù không còn giữ chức phó chủ tịch của VFF, nhưng Bầu Đức vẫn là người đứng ra trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Cụ thể, lương tháng của huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được là 22.000 USD, tương đương với 500 triệu đồng, cộng với 35% thuế thu nhập cá nhân. Tổng cộng, mỗi tháng, Bầu Đức sẽ chi trả 700 triệu đồng. Theo thời hạn gia hạn hợp đồng, ông Park còn 7 tháng nữa sẽ chấm dứt hợp đồng đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ lớn là cùng đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup năm 2022 và U22 Việt Nam tham dự SEA Games năm 2019. Đó đều là những mục tiêu lớn mà chúng ta muốn hướng đến những thành tích tốt, đặc biệt là phải vô địch SEA Games. Một vấn đề nữa là khoảng thời gian diễn ra cả hai giải đấu trên cũng là thời điểm mà hai bên sẽ đàm phán lại hợp đồng theo quy định. Điều này khiến cho cả hai bên sẽ phải sớm có một cuộc xúc tiến để đi đến thống nhất một bản hợp đồng mới. Và liệu rằng Bầu Đức có tiếp tục đứng ra để lo khoản lương có thể sẽ tăng lên của huấn luyện viên Park Hang-seo?